lưu ly quang vương phàm. Nam mô dược sư lưu ly quang vương phàm. Nam mô dược sư lưu ly quang vương phàm. Nam mô dược sư lưu ly quang vương phàm. Nam mô dược sư lưu ly quang vương phàm. Nam mô dược sư lưu ly quang vương phàm. Nam mô dược sư lưu ly quang vương phàm. Nam mô dược sư lưu ly quang vương phàm. Nam mô dược sư lưu ly quang vương phàm. Nam mô dược sư lưu ly quang vương phàm. Nam mô dược sư lưu ly quang vương phàm. Nam mô dược sư lưu ly quang vương phàm. Nam mô dược sư lưu ly quang vương phàm. Nam mô dược sư lưu ly quang vương phàm. Nam mô dược sư lưu ly quang vương phàm. Lưu ly quang vương phàm. Nam mô dược sư lưu ly quang vương phàm. Nam mô dược sư lưu ly quang vương phàm. Nam mô Hiện Tổ Đạo Tràng. Ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Văn Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Đông Phương giáo chủ Tiêu Tai Duyên Thọ Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bản Đức Tử Kim Thân Tầm Thân Cứu Khổ Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát Đại Chứng Minh. Nguyện thử diệu hương dân biến mãn thập phương giới cúng dường nhất thiết Phật tôn pháp chư Bồ Tát. Vô biên thanh văn chúng cập nhất thiết thánh hiền diễn khói quang minh đại xưng tánh tác Phật sự. Phổ quân chư chúng sanh giai phát Bồ Đề tâm viễn ly chư vọng nghiệp viên thành vô thượng đạo. Tâu dị Nam Thiệm Bộ Châu Việt Nam Quốc thành phố Cần Thơ Cái Răng quận Phú Thứ Phường An Hưng khu vực Kim Trụ Trì Tỳ Kheo Thích Phước Tịnh hiệp cùng bá tánh Phật tử xa gần cung thỉnh chư tôn thiền đức thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ. Quang Lâm Tịnh Thất Phước Ân Khai Đàn Dược Sư Thất Châu Kỳ Nghinh Tường Tập Phước
Kỳ nguyện tông phong dính chấn tổ ấn trùng quang Phật Nhật tăng quy pháp luân thường chuyển phong điều vũ thận quốc tới dân an. Thiên hạ thái bình dịch bệnh Covid sớm được tiêu diệt. Quý nam nữ Phật tử thân xu hương thới mạng vị bình an. Tư thời vô tiêm tiểu chi tai bác tiết hữu trùng lại chi kiết khánh. Hương sông đảnh báo giới định huệ hương giải thoát chi kiến quý khôn lường ngào ngạt khắp muôn phương thanh tịnh tâm hương. Đệ tử chúng đảng nguyện cúng dường Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Giới hoa hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Chư tăng lên lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chú Điêu Ngự Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Tôn Phật Đa Chi Văn Thù Sư Lợi Mô Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Mô Tát Hô Pháp Chữ Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Vương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyên Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Dương chi tình thề ơi biên sai tam thiên tánh không ba đương lại nhân thiên ơi phạm giới hoàng tâm hà duyên diệt tội tiêu Bồ Tát liễu đầu cam lô thể năng linh nhất chất biến thập phương tịnh chiền cấu ế tận nguyên trừ tiên tại sai tịnh đàn càng tất thanh tịnh giới hữu mật công cẩn đương trì tụng tịnh pháp giới an làm ăn làm ăn làm ăn làm ăn làm ăn làm ăn làm hàng lam tình khẩu nghiệp chân ông tu đệ ma tu đệ tu tu đệ ta ba tu đệ ma tu đệ ta ba tu đệ ma tu đệ tu đệ ta ba thân tam nghiệp chân ông ấn ta ba ba thân là ta ba đẳng ma ta ba 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 thân đâu minh ta ba 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 thân là ta ba đẳng ma ta ba là ba thân đâu minh ta ba đa ba đa ma đa ba 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 tinh tu ấm tinh thâu
Nam Ấn Độ Ba Đỗ Ba Tà Bà Nam Mô Tam Mẫn Đa Mô Đà Nam Tà Bà Giờ Ngộ Ngộ Cúng Dương Năng Bà Bà Viên Nhất Ca Hồng Ấn Nga Nga Năng Tâm Bà Bà Viên Nhất Ca Hồng Ấn Nga Nga Năng Tâm Bà Bà Viên Nhất Ca Hồng Tiên Thú Tiên Nhã Vũ Ngại Đại Bi Tâm Tà Đà Ni Nam Mô Ất Đa Đất Na Ra Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Bồ Đề Tát Đà Di Ma Tát Đà Di Ma Ca Ni Ca Giang Tát Bằng Na Phật Di Sơ Đắc Na Đắc Thọ Nam mô Tất Kiết Lạc Đó Y Mông A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Bằng Đà Sa Mê Tát Bà Tha Đỗ Bằng Thế Dân Na Bằng Đà Na Ma Ma Già Bằng Đà Đà Đề Ta Đô Đô Ma Đạo Đô Đô Ê Đề Kính dường xưa
bộ nguyện công đức tôi nghe như về một tờ nọ Đức Phật Châu Du giao qua đến thành Quảng Nghiêm dưới cây tiếng nhạc. Cùng với 8.000 tỳ kheo, 3.000 6.000 Bồ Tát, Bát Bộ Thiên Long, người vợ quỳ thần Bà La Môn, cư sĩ quốc vương đại thần. Kinh Thánh và Thiên Pháp bây giờ văn tu Bồ Tát hướng Phật tăng lực quỳ gối chắp tay hướng Phật bạch rằng bạch Đức Thế Tôn vui xin nói rõ chánh hiệu bộ nguyện công đức thọ tăng của cả Đức Phật để cho mọi người theo đó tu hành được sanh công đức và nêu gương tốt cho chúng đời sau. Đức Phật liền bảo: Hay văn đồ sư lại ông muốn ta nói danh hiệu bộ nguyện công đức chư Phật cho chúng hữu tình gọi về nghiệp chướng buộc ràng luôn được bình an trong đời tượng pháp. Ông nên lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ông mà nói văn thổ sư lời Bồ Tát bạch rằng chúng con muốn nghe cuối xin Thế Tôn mở lòng. Giáo Đức Bà Lê Bảo Nãy Văn Thủ Thư Lời từ đây hướng đến phương Đông cách 10 muôn ức cõi nước chư Phật có một thế giới tên là Tịnh Lô Ni. Giáo chủ cõi này là Phật Dự Sư. Quang Vương Như Lai mọi người tôn kính vì Ngài biết rõ thật tướng các phép giải được mọi việc xảy ra trong đời và vượt khó khăn làm thay trời người là Bậc Tôn Quý. Chỉ còn tu hành Bồ Tát có phát 12 đại nguyện khiến cho chúng hữu tình cầu chi được mấy nguyện tự nhất ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề. Bờ biển thế giới kiến chung ô tình tay anh quang này thân tâm thanh tịnh độ tướng trưởng phu xin tu lục độ rời biển trần có vào chốn niết bàn tư an. Đại gia kỳ chứng vô thượng Bồ Đề thân ta như ngọc lũ ly trong ngoài sáng suốt tinh sạch hoàn toàn ảo quang rực rỡ chiêu khắp 10 phương các chúng ô tình ở nơi tinh tôi cùng tề tân ta và đường. Nguyện từ ba ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề dùng trí phương tiện giải chúng hô tình khiến tình lẫn nhau làm cho dân giàu nước mạnh. Nguyện nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề nếu có tình đồ theo tà đạo thì ta khiến ngò trở về chánh đạo, nếu theo nhi thừa thì ta khiến ngò cầu vô thượng giác. Từ nam ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề nếu có chúng ngô tình ở trong giờ và tu hành thanh tịnh thì ta khiến ngò đầy đủ tam tụ tịnh giới. Ai quy ba mà nghe danh ta tâm liền thành tịnh không đọa ác đạo từ sao ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề nếu có tình tăng hình nền am đồ giáo gần sâu dây khờ gà tai điếc mắt mù nói năng ngông liên tai chân tật nguyện lan hối điên cuồng chịu nhiều khổn não nghe được chính ta liền được khỏi bệnh tân quân đoàn chân trí huệ sang xuống. Bồ Đề nếu có tình mang bệnh niệm nghèo không người cùa chữa không chỗ cây nhà nghèo cùng khốn khổ nghe được danh ta liên được khỏi bệnh tâm thành tinh nguyện độ xâm về thứ tâm ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề nếu có chúng ngô tình mang thân phụ nữ chiêu nhiều đau khổ muốn cầu ra cõi nghe được danh ta thành thành độ tướng trường vô tiên đến vô thượng Bồ Đề thứ chính ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề nếu có tình xa vào lười ma ta giáo ràng buộc ta dùng phương tiện khai thì cho khiến coi đường mê tu hành Bồ Tát chứng qua vô thượng Bồ Đề thứ 10 ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề nếu có
tình do bị vô minh. Phải ai làm nên bị giam cầm chịu nhiều đào khổ, nghe được danh ta tất cả có ai liên được tiêu trừ nguyện thứ 11. Ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề, nếu có người nào nghèo cùng đói khăn, từ hàng ma ta nghiệp ác nghe được danh ta chuyên lòng đo trì, thì ta khiến họ có đủ vật tân gia giải pháp và khiến cho họ được vô thượng Bồ Đề. Nguyện thờ mời ai ta nguyện đời xa ghi chứng vô thượng Bồ Đề, nếu có người nào nghèo cùng mèn ngà không có áo mặc, mùi mồng cằn đốt nóng lanh gia giàu nghe được danh ta lòng đo trì, thì ta khiến họ có đủ dùng y một tô đẹp của bao nhiêu từ lễ này vẫn đồ trở lại công đức của Phật dược sư cầm thầy nghi vàng vì tế ca cầm nên khuyên chúng sanh nguyện về cõi tình của Phật dược sư vị cõi Phật cây đắc bằng lưu lý câu ba tầng hàng cùng như tình đồ của Phật A Di Đà là đời ơi ngò có như mô ta nhất sanh mô sư như sư dẫn của Bồ Tát Nhật Quang Biên Chiếu, Nguyệt Quang Biên Chiếu là bậc đại trí trợ tinh chánh pháp của Phật dược sư. Văn thờ sư lai ở thế giới này lại có nhiều người không biết lành dữ, ôm lòng bọn xén thiếu hằng được tịnh không mưa, bố thí tham lam ích kỳ cuộc đọt của người. Khi qua đời sanh làm ngã quy đôi khác có giờ như niềm danh hiệu của Phật dược sư, sanh lại làm người nhờ công đức cái nhớ có ngà quỷ nên ảnh bố thí giúp kẻ nghèo cùng. Tăng trường thiền căn tu Bồ Tát Pháp lai nữa trong đời ngộ trường có kẻ và giới làm mặt tránh kiến khen mình chê người tôn ta quý làm bạn với ma khi chết lại xa ác đạo. Nghe danh nếu có bà giới sứ đến cõi đường mê bờ giác quay về sức cha ông đạo kinh tờ tam bảo hốc rống nghe nhiều thành tụ lục đồ cao chiều chống lên ba giết cả trường hợp khác nếu bị kẻ ác nhờ cậy quy tăng hoặc là phù thì em nói trưa eo khổ sở vô cùng nhiều tùng dược sự tiêu tay thần chủ thì kẻ ung dư cũng phải hiền lành lòng em có phần tự tụ theo tình độ pháp mong những chưa quyết tâm đến lúc mãn chung mà nghe danh xưng nam mô dược sư Phật dược sư Phật Tây cũng sẽ được quan tổ sư lai Bồ Tát. Bồ Tát Bồ Tát Nghi Bồ Tát Bảo Đàng và Bồ Tát Dược Vương Bồ Tát Dược Thượng Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát từ khắp mười phương chỉ lối đưa đường đến ao Tất Bào. Xen bào của Phật Di Đà hoạt lên cõi trời đời vâng. Lại nhân gian làm chuyện lưng vương được người tôn kính vốn phương yên tình không có ác mà khuyên qua mọi nhà xin tu tập tìm ba nghiệp thanh tình đồ tướng trường phố lại nơi ấm thơ giữ lại sau khi thành đạo đức và giữ sư bác tâm nơi từ liền vào chánh định quả vật chân định thiết đà la ni tăng chú tiểu tại khiến cho ba khỏi buồn lòi không còn nhân bên ngoài nếu chưa Bồ Tát sanh ở đời sao gặp bền nắng hy nên trì chú này vào bát nướng sạch không có vi trùng cho bên nhân dùng liền được khỏe mạnh. Bồ Tát đã làm thuốc của người phương nhiều vô lượng hiện đời được người kinh trọng chết lại theo vận dược sư tinh tấn xuyên tu sẽ thành vô thượng chánh giác bây giờ vẫn tu Bồ Tát sinh Phật tiền ba. Kinh này dạy anh ta của đời mà đã đạo đức Phật lại vào nếu có người nào cung dường cầu phước thì trước phải tạo bảy tường của Phật dược sư đê trên tòa cao rai hoa dân mượn đồ đề tục mang giữ tâm thanh tịnh không giận không buồn thương xót chúng sanh gửi tâm cứu hồ luôn nhớ bổn nguyện công đức của Phật dược sư độc tụng si tư dài người làm bước thì được công đức không thể nghi bàn nếu thế gian vượt núi băng ngàn luôn gặp tai nạn nước trôi lửa cháy quan lại anh định dưới biển ca kình trên non ngô giữ sư tử.
đà giảm ít thương chạy thôi nhớ khó khăn lành là chương ánh nhớ danh nhiều vàng giờ sự chờ ta vô nhiêm niêm tỏ trì tất cả tội này theo đây tan mất nếu có Phật tư lợi hoàm giới đó khen trọng tôn ta dước sư lưu lê hoàng vương Như Lai nhờ công đức này khỏi đường sanh từ nhiều có vô nơi chiêu khó lúc sanh sức lực tiêu tan trưởng chừng đài trên đại dược nghe đức chánh địa của Phật dược sư lưu lý quán vương Như Lai liền hết khổ đau hà sanh mau lẹ mẹ con bình an A nan đừng dậy má bánh vớt trăng mặt trăng nóng lên mặt trời lạnh lại lời nói Như Lai không bao giờ sai nhưng chúng đời sao thanh nay tự cao không tin lời Phật sẽ bị đọa lạc chúng tam đồ bây giờ trong chung ở này có một Bồ Tát tên là Cứu Thoát quỳ gọi chấp tay bạch với Phật rằng bạch Đức Thế Tôn sao khi Như Lai diệt đồ những người đau khổ bệnh nặng ốm gầy bà con bạn bè hết lòng cô chưa mà vẫn không gọi lại thế xứ giả diêm ma sau khi kiềm trả đưa hồn về địa phủ đang chờ xét xử nếu có Phật tử vì người bệnh này chưa đâu phải thầy hoa túc mang hết lòng cầu nguyện đức giữa sư lưu ly quán dương Như Lai thân thức người này có thể trả lời nhớ rõ mọi việc chúng âm ti cho nên từ đây xiển năng tu phước dẫu sanh trong đời ngũ trược mà vẫn an lành bây giờ A Nan muốn hiểu rõ về đèn cu mạng cùng với thần phạn làm sao giải quan cho người đã chết cu tôn Bồ Tát bánh đức A Nan ở trong thế gian nếu có kẻ bệnh muốn được bình an tất cả người thân phải dư tám phần trai giới mở co bô thi cung dường chúng tăng lập đàn tôn mang trời bài ảnh tướng của Phật dược sư 49 ngày đêm đốt đèn bồn mạng chư tăng cầu nguyện lễ Phật dược sư giải ách tay tại chỗ làm chủ viện ngày bằng ngầu tiêu chứ bây giờ nàng nói mang đã hết làm sao không chết mà được sống đêm cù tô Bồ Tát thưa liền thế tôn nếu dây chính lỗi quạnh hồn làm phan và đèn tục mạng để khỏi tai nạn được sống lâu dài chính tư quanh này thật chưa số nhưng vì quà còn nên phải chết quan thứ nhất người bệnh không đủ thuốc thang không người chăm sóc bệnh không đáng chết mà phải qua đời thứ hai nhưng cái chơi bời đam mê tu sắc thứ ba bị bắt bị xử tử hình thứ chết chìm thứ năm chết chơi sao bị à thu thứ bảy rơi từ trên cao tám bị khổ đó vì lần tuốt độc từ chính mai một vì tiêu thức ăn phải bị chết quan nên làm quanh tử lời nữa đang ở trên thế gian thường làm việc ác chiếm dương sự phạt nên giảm túi đời ta phiên các người phóng sanh tu phước để được tòa mạng lâu dài bây giờ trong chúng hội này tương ngôn hòa giang bên tới A Phát tam quê tam bảo vào nguyện vì đạo cứu giúp người đời băng cứ nơi nào kinh này lưu bố quyết lòng ủng hộ người trì kinh này thoát khỏi nạn tai cội chi này và trong lúc lúc ấy dùng chỉ năm mà rút tên ta vào trì tụng trừ tai thần chú ước nguyện đầy đủ mời tháo dây ra tên của chúng ta là cung tỳ la đại tướng phá kiết ta đệ tướng mê di la hàng đề là đại tướng a đế la đại tướng sang đề là đại tướng nhân đạt la đại tướng ba di la đại tướng ma hổ la đại tướng chân đạt la đại tướng chiêu độ la tường thị yết la đại tướng tường ở ta ba đức mật tất cả thiên người ai sợ đại tướng cùng với tầng bệnh của khổ độ sinh đền đến chư Phật A Nan lại bạch hình gây tên gì làm sao thọ trì sinh và kỳ bào thế tôn dài rõ kinh gọi dược sư lưu ly quang dương Như Lai bồn nguyện công đức khai thập nhị thần thường nhiều ở chỗ tình kiệt thôi
Cứ như thế nghe chư Ma Tòa Kỳ Phật nói lời này, chư Đại Bồ Tát Bát Bộ Thiên Long, tất cả thế gian Đại Đức A Nan, 8.000 thánh tăng đều rất vui mừng tỉnh thọ phụng hành. Chư thơ hoa đánh giới ngôn, Nam Mô Ba Già Văn Đi Bề Xa Xa Lũ Lũ Tích Lũ Đi Văn Lần Bạc Ra Cha Gia Tắc Tây Yên Cha Gia Ra Đế Tâm Miệu Tâm Bột Đà Gia Đi Lan Bề Xa Thầy về sắc xa tam một yết đế toa nam mô bạc già bạc đệ về sắc xa lu lô tích lu ly bác lạc bạc ra xa già đắc tại yết đa giang ra đệ tam yết tam bội đẹp thế Bề sắc xa tam mỗi đệ toa nam mô bạc già bạc đệ về sắc xa lu lô tích lu ly bác lạc đạt ra xa già đắc ta ít ra già đạt đệ tam miệu tam bồ đà già đắc điện tam thế về sắc xa tam mỗi đệ toa giải kiết giải kiết giải quan kiết nghiệp chướng bao đời đều giải hết rửa sạch lòng trần phát tâm thanh kinh đời được phật đại ngộ sinh giải kiết dược sư phật tiêu tái duyên thọ dược sư phật tỳ tâm mãn nguyện dược như phật giải kiết giải quan kiết nghiệp chướng bao đời đều giải hết rửa sạch lòng trần phát tâm thanh kinh đời trước phật đại cầu sinh giải kiết dược sư phật sư phật tùy tâm mãn nguyện dược sư phật giải kiết giải hoàn kiết nghiệp chướng bao đời đều giải hết rửa sạch lòng trần phát tâm thanh kinh đối trước phật đại cầu xin giải kiết dược sư phật tiểu tái duyên thọ dược sư phật tùy tâm mãn nguyện dược sư phật nam mô dược sư ai hội phật bồ tát nam mô dược sư ai hội được bồ tát nam mô dược sư ai phật bồ tát mỗi ai đang tương đại dược xó trợ tiên chánh pháp tại ta bà thiên long bát độ điều tùy hỷ tà ma hoài đà phải tránh xa nam mô pháp chư thiên bồ tát nam mô pháp chư thiên bồ tát nam mô pháp chư thiên bồ tát ma tát ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại bồ tát anh tâm bát nhã ba la mật đa tối diệu kiên nguồn giải công đa như thế anh la lôi tơ sa bát vi không âm bát vi già già tứ không âm tất thì sát to tường anh thân diệt phục như thì xa lôi tơ thì chư pháp công tương bất sanh bất diệt bất cấu bất tình bất tà giang công dụng vô tất vô tò tường anh tứ vô nhân nhi thì thân ý vô tất tính lương sư phá nhà vợ chịu y đức giới vô di vô minh tờ này chỉ vô là tư vô là tư tăng vô khó tâm diệt đạo vô trí vô là kỳ vô sơ đa cố vô đề tác đời bạc nhã ma la mật đa cố tâm vô ấy ngài vô ấy ngài cố vô cùng bồ diện lý điên đa mong tự cuộc khánh niết bạc đề vợi bạc nhã la đa cố đất cả nâu la miêu vô đều chi đa thi đa chủ thì đa chủ thì vô thường chủ thì vô năng năng chủ thiên ca chân thề và cư ở thế văn nhà bà la mật đa chủ thực thiết chủ di đế đế bà la yết đế bà la tăng yết đế bồ đề ta bà yết đế yết đế bà la yết đế bà la tăng yết đế bồ đề ta bà yết đế yết đế bà la yết đế bà la tăng yết đế bồ đề ta bà thiên thượng diệt vô tùy thế gian sơ ngã tầng kiện như thiết vô như phật giả nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô cúng dường thượng trụ tập phương phật dương tượng cầu tập phương pháp nam mô ta nam mô thanh tịnh bao tầng thì lô gia na mật nam mô viên mãn bao tầng lô gia na phật nam mô thiên bát quá tầng thích ca mâu ni phật nam mô đương la sa
Di Lạc Tôn Phật. Di Đà Phật, Nam Mô Thập Phương Tam Thế Chín Niết Bàn, Nam Mô Đại Trí Văn Thù Như Lời Bồ Tát, Nam Mô Đại Anh Hiền Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Ta La Môn Đại Như Bồ Tát, Nam Mô Bích Chư Tôn Bồ Tát, Nam Mô Gia La Văn Chúng Bồ Tát, Nam Mô Giám Trai Sư Gia Bồ Tát, Nam Mô Thập Điện Dư Bồ Tát, Nam Mô Đạo Tràng Hội Thường. Ta La Lợi Đế Nam Đa Ba Hồn Bốn Bát, Ta La Ba Lợi Tam Bạc Trang, Nam Mô Tô Rô Bà Già Đạt Tăng Ra Già Đà Điệt Tăng Tô Rô Rô Bác Ra Tô Rô Bác Ra Tô Rô Ta Bà Nam Mô Tô Rô Bà Già Đạt Tăng Ra Già Đà Điệt Tăng Tô Rô Rô Ra Tô Rô Bác Ra Tô Rô Ta Bà Nam Mô Tô Rô Bà Già Ta Ta Già Điệt Tăng Tô Rô Rô Ra Tô Ra Tô Rô Ta Bà Từ Từ Sắc Hương Quyền Phương Pháp chung vùng chư yên tánh cặp lục đà phạm năng thí vô sai biệt tùy nguyện giải bao mạng lệnh kim thi giả đất vô lượng ba la mật tam đế lâu mê ngô âm tam a di đà tần mô đồng ứng dường an an a đặng tam bà và biệt nhật ca hồng an an a đặng tam bà và biệt nhật ca hồng mà bà và việt nhật ra hồng ngã kim bụng yên cam lộ vệ lương đắng tô nhi vô quá thường sắc thương mỹ về biến hư không di nguyện từ bi ai nạp tòa nam mô phổ cúng dường bồ tát nam mô phổ cúng dường bồ tát nam mô phổ cúng dường Bồ Tát Di Đà Thiên Tướng Diệu Đường Đường Thân Mỹ Kim Giáp Hiện Quái Quá Cai Quá Tam Châu Mật Dũng Tội Tà Phu Chánh Ô Đao Tràng Tờ Bà Thế Nam Mô Vệ Chữ Tôn Bồ Tát Nam Mô Văn Bồ Tát Trưởng Ngốc Minh Châu Quang Bức Mùi Thụ Trì Kim Tích Nam Thiện Diễn Tam Độ Hùng Nội Bố Từ Dân Chào Nam Mô Đại Thánh Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Đại Dương Bồ Tát tư sanh cửu hữu đồng đấng qua tạng quyền môn bát nàng Lô Thanh Hải cung Phật chỉ ngật đương nguyện chúng tác giai biển Phật Pháp Phúng Kinh Công Đức Thù Thắng Hạnh Vô Biên Thắng Bước Giới Hồi Hương Vô Nguyện Và Giới Giới Chúng Sanh Chờ Thầy Chờ Thế Thế Thắng Anh Bồ Tát Đạo Nguyện Sanh Thị Phương Tình Đồ Trô Cụ Pháp Liên Hoa Di Mô Mậu Hoa Khai Kiến Hòa Hồ Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Di Bàn Bờ Nam Mô Hiện Tọa Đạo Tràng Ta Ba Giáo Chủ Điêu Ngư Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Văn Phật Các Đại Chứng Minh Nam Mô Đồng Vương Giáo Chủ Tiểu Tái Duyên Thọ Dự Sư Lũ Đi Quán Dương Phật Các Đại Chứng Minh Phục nguyện Bồ Đề Thọ Trường Anh Gia Ba Dạng Nhớ Thiên Ngũ Bát Quá Khai Hương Mạng Đại Thiên Xa Giới Hướng lân mô tộc quân chim bắp dù chỉ ăn chia một tiếng đinh cổng phó liên kỳ chi hồi
Tư thời Nam Thiện Bồ Châu Việt Nam với thành phố Cần Thơ Cái Răng quận Phố Thứ Hường An Hưng khu vực cư cung tụ tỉnh Thất Phước Ân đệ tử hiệp nam nữ Phật tử dị khẩu đồng âm bung tụng đại thừa pháp báo dược sư bổn nguyện công đức kinh chư tư tăng công đức kỳ nguyện quy nam nữ Phật tử thân cung tráng kiện tứ đại điều hòa nghiệp chướng bao chướng ba quái cụ quỳnh bắt nạn tám tay hung tinh nát diệu đại hạng tiểu hạng đặng hạng tất giai tiêu diệt tường quạch kiết tường vĩnh ly khổ ích kỳ siêu cánh ghi của quyền thân to thất thế phụ mẫu đã sanh phụ mẫu cao cao tầng tổ khảo cao cao tầng tổ tỷ ma thúc đệ huynh cố nhi tỷ mùi thân liệt thích tà nặng chữ hướng linh cập tư sanh lục đạo tam thế quán gia cụ thù chấp đối thập lỗi cô hồn đẳng chúng chiến sĩ trận dông đồng bào tử nạn lộ đồ tán mạng thị nạn thiêu trầm nhất thiết chứ quảnh hồn trưởng Phật ân trực hương tây hành ương diệu pháp nhập phố vi lạc quốc đàn na tinh cung dẫn thị ban xài thiên tinh ván lại tề thành Phật đạo Nam Mô A Di Đà Phật tử quý ấy Phật đương nguyện chúng sanh na thế giới đại đạo pháp vô thượng tâm tham nhập kinh tạng trí tuệ như hai từ quý tăng đương nguyện chung sanh thông lê đại chúng như thiết vô ngại và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư Tôn Đức ngàn lần cao quý, thay Phật Tiên Dương Pháp Diệu Quyền là phước điền cho nhân loại diêu duyên, là mô phạm cho nhân thiên cung kính. Kính bạch Chư Tôn Đức, vừa qua chúng con đã được hoan hỷ khi được cung thỉnh Chư Tôn Đức trở về tỉnh Thất Phước Ân của chúng con để niêm đàn sái tịnh và trì kinh dược sư. Vừa rồi đã xong, chúng con thành kính cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức trở về phòng khách dùng nước giải lao với ban tổ chức chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật.